Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã like, share video của anh Ba và hơn hết là đăng ký kênh của anh Ba trong một năm 3 ngày vừa qua mà đã có con số cả ngàn người đăng ký. Rất là cảm ơn điều đó và mong rằng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ những cái video về tử vi phong thủy của anh Ba. Video này thì anh Ba sẽ làm về vận hạn của tuổi Canh Thân 6 tháng cuối năm Đinh Dậu năm 2017. Thì năm năm nay á, là Canh Thân á, thì không có bị tam tai, không có bị kim lâu nhưng mà bị vướng hỏa ốc. Thì nếu như mà cần đã mà xây nhà thì vướng hỏa ốc cũng có thể xây nhà được, không sao, không đến nỗi nào ha. Thì người tuổi Canh Thân đó là có mạng là thập lục mộc, và thập lục mộc là thập lục lộc mộc dương, có hàng can với lại chi đó, đều cùng là hành kim. Can đó là canh cũng hành kim, mà thân là cũng hành kim, địa chi thân cũng hành kim. Cho nên là thường những cái người mà can chi mà cùng can cùng 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 hàng đó, can chi mà cùng hàng đó, thì thuộc là những người là phải có nỗ lực nội tại ở bản thân nhiều hơn là có được cái sự giúp đỡ trợ giúp của gia đình, người thân hoặc là bạn bè. Tất cả mọi thứ mà của người canh thân nam hay nữ theo can chi của năm sinh thì là phải tự làm, tự kiếm sống lấy ha. Thì để xem là xét những cái tuổi như này như thế nào. Tuổi Canh Thân á, thì là tuổi dương, cho nên á, những người mà sinh tháng âm tức là 1, 3, 5, 7, 9 thì là những người âm dương không thuận lý. Còn những người sinh vào tháng 2, 4, 6 là những người âm dương thuận lý. Mà những người mà âm dương thuận lý thì họ sẽ may mắn hơn những người âm dương không thuận lý. Tức là cùng trong tuổi này thôi nha, chứ không phải là tuổi khác. Họ sẽ có cuộc sống êm đẹp hơn là những người sinh tháng lẻ. Những người sáng chẳng thì sẽ có cuộc sống tương đối nhẹ nhàng, có may mắn hơn là người gọi là có cuộc sống êm đềm, không có phải là có cung bậc mà lên voi rồi xuống chó ha. Họ cứ êm êm, giàu thì cũng êm, mà khá thì cũng êm thôi, chứ không có vượt bậc, không có thể nào mà ấy. Là nói chung là cuộc sống của Canh Thân thì không không lắm người giàu, đa phần là trung bình đủ ăn. Đến tuổi này, đến tuổi 38 rồi, tức là qua được cái hạn rồi, qua cái hạn lớn nhất của năm, của cái năm khó khăn nhất là năm 30, 36 tuổi thì đã qua được rồi, nhưng mà vẫn cũng chưa có gì hết. Họ thì thường phải là sau 44 tuổi thì tuổi Canh Thân mới bắt đầu họ có cái sự an nhàn hơn ha. Thì bắt đầu xem coi như mình xét có tương quan ngũ hành với là bản mệnh của người mà tuổi này nó như thế nào. Thì người tuổi này là mạng mộc, nhưng mà nam thuộc cung khôn hành thổ, mà là thổ khắc mộc, tức là nạp âm ngũ hành là khắc bản mệnh. Thường mà những người mà có nạp âm ngũ hành khắc bản mệnh, từ bên trong họ đã có cái khắc họ rồi, đúng không? Thổ mộc khắc thổ, mộc khắc thổ tức là bản mệnh khắc, quên, xin lỗi, bản mệnh khắc nạp âm ngũ hành, tức là bên trong họ đã có cái sự tương khắc về về nhau rồi, thì họ làm sao ở ngoài họ có cuộc sống được tốt đẹp. Cho nên đó là các những cái người mà nam của tuổi này thường là có cuộc sống cơ cực, cực thân bất vả, cuộc sống khó nạn an lành và gặp nhiều sóng gió, nắm giữ chữ canh trong thiên can nên là thường là cô độc, ít nhờ vả được người khác. Người khác nhờ mình thì được, chứ mình nhờ người ta thì không được. Đó là cái tuổi Canh Thân. Nhờ mình nhờ, nó nhờ mình thì ok, nhưng mình nhờ nó là có chuyện. Đó là như vậy, cũng là người thân cũng vậy luôn. Còn nữ của tuổi này á, là thuộc mệnh mệnh mộc cung tốt hành mộc, là nạp âm ngũ hành của họ và cùng hàng với lại bản mệnh. Mà những người mà cùng hàng bình hòa nhau này á, là những người này tuy không vất vả như những người nghịch nhau, tức là những người nữ này không vất vả như những người nam, nhưng mà nạp âm và bản mệnh, nhưng mà cũng ít
được sự tương trợ, tại vì họ không có phải từ cái họ chỉ bằng hàng nhau thôi, họ không có khó khăn, họ không có bị người ta ghét người ta ấy được, nhưng mà họ cũng rất là ít, rất hiếm người, nói chung là được sự giúp đỡ của gia đình, mà giúp đỡ thì cũng không đáng kể ha, trong cuộc sống của mình. Mà những cái thành công và những cái gì họ có đều phải là do bản thân họ làm ra. À, tuổi Canh Thân nó là một trong những cái tuổi phải gọi là nỗ lực gấp đôi để có được những thành công, chứ còn không có được như người khác. Ha. Do thiên can nắm chữ Canh nên phải tự mình, mà tốt nhất là xa xứ thì mới có thành công lớn. À, chứ còn ở gần gia đình thì không được gì hết. À, thiên can cũng nữ mà nắm chữ Canh nữa, đồng hàng, cho nên là phải xa gia đình thì mới làm ăn được, ở gần gia đình làm ăn không có được. Xa thì nhớ đó, nhưng mà đều có cái gần thì làm ăn không được. Thôi thà nhớ hơn là mình làm ăn không được rồi báo cha báo mẹ. À, các chị nữ ha, các bạn nữ ha, rồi xem thử coi năm nay đối với tuổi Canh Thân ha, xét chung bệnh viện coi thử là như thế nào. Thì Canh Thân ha, như các bạn mà nếu mà có quan tâm về tử vi phong thủy thì đầu năm đã xem rồi, thì Canh Thân năm nay là có là sao Thổ Tú nè ha, chủ về tiểu nhân, sức hành đi xa không có lợi. À, có kẻ ném đá dấu tay, ra thư kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thì thua lỗ xấu ha. Cái đó là luật chung của sao Thổ Tú, nó là cái sao như vậy. Hạn thì ngũ mộ, ngũ mộ là bạn bè chơi xấu tốn tài. Vận niên là hỏa gặp ba heo gặp lửa xấu. Mạng mộc gặp năm hỏa là sanh xuất, là một cái xấu nữa. Địa chi tuổi Thân gặp năm Dậu cũng là sanh xuất luôn, xấu. Thiên can canh khắc với đinh, tương khắc xấu, thì nếu như từ trên xuống dưới mà đếm hết nha, có sao là hạn, vận niên, mạng, địa chi, thiên can, thì có 6 cái xấu nó nằm hết ở trên vai của người Canh Thân tuổi này. Thì nếu như mà xét như những gì mà đã nói ở trên thì tuổi Canh Thân mà đúng tử vi thì thật sự mà nói là từ đầu năm giờ không phải là may mắn gì cả. Có xấu, người ta có 5 cái xấu thôi là người ta đã chết rồi, mình 6 cái là 6 cái xấu luôn, thì mình thấy là lục lục sát nó đang đè lên đầu mình thì nghĩ làm sao mà nói như vậy. Nhưng mà sao Thổ Tú theo theo nghiên cứu của tổ riêng bản thân anh ba thì sao Thổ Tú nó không quá nặng đến như vậy, nó cũng là tiểu nhân, nó cũng là, nhưng mà nó không phải là sao sát sát mệnh, tức là sao không có đến mức là phải làm cho mình tới cái mức mà phải là không còn đường để sống. Cho nên là dù gì đi nữa cũng có sao Thổ Tú đỡ hơn nha, quất cái sao Nam La Hầu, quất cái sao La Hầu nữa là thôi năm nay có nước mà nhảy sông luôn. Đó. Chuyển vận coi như là của ngũ hành âm dương thì năm nay là đóng tại cung Thân, hành kim thuộc hướng Tây Nam, đối với Canh Thân là tuyệt địa, đối với Canh Thân Nam là tuyệt địa xấu. Tọa cung thì mấy cái sao mà có đọc đi nữa thì mấy em cũng không hiểu, mình chỉ nói cái mấu chốt thôi ha. Thì may là cũng có sao Mộc Đức, Mộc Dục, Long Đức, Thiên La, Lưu Hà, Thiếu Âm, Thiên Hỷ. Có được mấy cái sao đó thì cũng tương đối đi. Để mình coi, để mình xuống kia mình luận giải cho nó dễ. Rồi, cũng được, có Nguyệt Đức nữa cũng được ha. Thì nếu như mà theo như mà những cái luận đoán của nó thì thật sự mà nói năm nay là năm năm xấu, không phải xấu thường mà là rất xấu của các bạn tuổi Canh Thân ha. Như đã nói là đinh với canh là khác nhau về thiên can rồi ha. Tuổi tuổi Thân gặp tuổi Dậu là sanh xuất, thì nó lại xấu nữa, thì cũng chẳng có cái gì gọi là tốt lành cả. Thì về viện mà phương diện làm ăn thì năm nay tôi canh thân không có cái gì tốt cho làm ăn, chỉ có cách đi ra ngoài thì làm ăn mới được ha. Chứ còn ở gần gia đình hoặc là ở gần ấy thì không làm ăn được, cho nên là năm nay có nên đi xa thôi, đừng ở gần. Về phương diện mà tài chính thì năm nay là khó kiếm tiền mà tiêu
khó tính kiếm tiền mà tiêu thì nhiều, tốn tiền rất là tốn tiền, năm nay tự nhiên năm rất là xấu. Còn tình cảm gia đình ấy, thì năm nay ấy, vợ chồng không được tốt, nên cố gắng giữ lời ăn tiếng nói, chứ không là sẽ có rất là nhiều chuyện phiền toái xảy ra trong gia đình. Đó là những không sức khỏe thì chỉ có nhức mỏi cơ thể ha, chủ yếu là phần vai vai trái ha, có cái sao nó chiếu ở phần đó, vai trái nó không tốt. Đó là lượng đóng những cái chung mà theo sách vở của tử vi có thể còn đây là những cái mà lượng đóng riêng của anh ba cho 6 tháng cuối năm này ha. 6 tháng cuối năm này thì tháng này là tháng thủy mà mình đó là mình mặn mộc thủy sinh mộc, thì 2 tháng 6 vừa rồi tháng 10 thì nếu như mà đúng ra 2 tháng 6 vừa rồi thì hai tháng sáu là tháng mùi, mùi thì không có có phải là tháng 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 tốt của không tháng mùi thì không có kỵ không có gì hết, mà tháng thủy thì thủy mà sinh mộc, thủy sinh mộc thì sẽ tạo ra tiền tài, tạo ra cơ hội làm ăn cho cái người mà cho nam canh thân cho nên là 2 tháng này thì gọi là nhẹ nhàng không có gì xảy ra ha. 2 tháng 6 nhuận này không có gì xảy ra hết, nhưng mà tháng 7 là tháng thân tháng thân là tháng tuổi tháng tuổi mà tháng tuổi này là tháng tuổi thổ ha, mộc khắc thổ thì mình khắc nó thì cũng không gì, nhưng mà là do tháng thân tháng ở trong năm 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 sinh xuất, cho nên là tháng này có thể là tháng 7 anh chị sẽ tốn tiền cho nên nếu như mà tốt nhất là tháng 7 này là nên đi chùa lễ Phật cầu an, nếu các anh này là nam là người đạo Phật thì nên đi chùa cầu an nha. Tháng 7 là tháng Du Lan nữa, được thì đọc tụng vài thời kinh Du Lan cho nó tốt cho chữ hiếu gia đạo. Rồi tháng Kỷ Dậu tháng Kỷ Dậu thì cũng không có gì, tháng Kỷ Dậu của năm Dậu thì là hành hỏa, hỏa nó lên nhiều thì sinh xuất cũng là tháng thổ, cho nên cũng không có gì nặng nề hết. Tháng Tuất tháng Tuất thì cũng không có đến nỗi nào, nhưng mà tháng Hợi tức là tháng 10 tháng Kim tháng tháng Hợi dần thân tỵ Hợi là tháng đã tháng xung về 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 tháng xung về 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 tuổi, tức là tháng xung về địa chi, mà mạng là mạng tháng đó là tháng kim âm, tháng kim âm thì không có tốt cho những người của người mạng mộc. Thì tháng này tất cả cái xấu nó đã có, mình đã có 6 cái xấu rồi, tháng này cộng thêm 2 cái xấu nữa vào trên mình nữa, thì các anh nam của canh thân phải cần cực kỳ cẩn thận tháng này tức là trong các tháng còn lại thì tháng 10 tháng Tân Hợi là tháng nguy hiểm nhất cho người tuổi canh thân, vì nó xung về về địa chi nè, xung luôn về về mệnh, tức là nguyên một năm nay đã xấu rồi, thứ một nguyên một năm nay là đã xấu rồi do những cái mà cả năm nãy mình đã nói ở trên. Tuyệt bây giờ mà tuyệt vô cái tháng tháng Tân Hợi nữa là tháng đó nó còn xấu nữa, nó xấu nhất trong năm nay, cho nên là những cái gì mà mình xấu mình chịu đựng thì đó là nó sẽ dồn hết vào tháng này, cho nên là canh thân của tháng này nè ha, nên mà nhịn vợ đi cho nó yên nhà yên cửa nè, nhậu nhẹt cũng ít lại, gọi là tu tâm dưỡng tính của tháng này. Mình biết tháng này tháng xấu tháng xung gọi là tháng hạn mà là tháng đại hạn của mình thì mình phải né đi cho nó tốt cái bản mệnh của mình, và tốt nhất là tháng người tuổi canh thân nên chọn mệnh phong thủy mà đeo vào người, và để nên năm nay người người của đạo Phật thì nên đi chùa làm việc thiện, vì khó có cái tuổi nào mà có 6 cái xấu nó nằm ở trên đầu ha, nó nằm ở trên đầu ngang vai trước mặt thì là coi như chỗ nào quay đi quay lại thì canh thân cũng xấu cả, canh thân nam cũng xấu cả, cho nên là
Các anh cầm thân nam cẩn thận nha, nhất là tháng 10. Rồi còn các tháng còn lại thì nó cũng xấu đều, nhưng mà riêng tháng đó xấu dữ, xấu dữ hơn nữa thôi. Chứ còn người mà dương sáu cái xấu này thì biểu có sao làm ăn tốt hay là chuyển biến như thế nào thì mình nói thật sự là chỉ có đeo vật phong thủy, đi chùa làm phước tích đức để mình gọi là qua cái năm xuôi tháng hẹn thôi, chứ nếu không là không có yên lành đâu ha. Rồi đó là luận đoán chung của canh thân nam. Bây giờ thì có mình coi nữ thì sao, nam thì tại vậy coi nữ thì sao, nữ nó đỡ hơn không? Canh thân nữ thì được có một cái là năm nay là sao vân hớn, sao chủ sao chủ chủ cứu được phòng thương tật, sáng nè, nóng nảy, có kiện tụng nè, mầm miệng kiện tụng, đó, cho nên là trong nhà thì cũng có việc không yên, gây gỗ rồi này kia, đó, hạn thì ngủ mộ cũng như kia, tất cả, nói chung sao vân hớn vẫn tốt hơn là sao của các anh em, sao vân hớn vẫn tốt hơn là sao thổ tú rất rất là nhiều, nếu như mà nói như vậy. Còn lại nè, cũng ngủ mộ tốn tài, bị bạn chơi xấu ha, heo gặp vận niên là coi như heo gà, heo bị nước xấu, mạng mộc gặp năm hỏa là sinh xuất xấu, địa chi tuổi thân gặp năm dậu là sinh xuất xấu luôn, thiên can canh gặp đinh là khắc tương khắc coi như xấu. Coi như là các chị nữ của tuổi này thì cũng không khá hơn các anh nam là mấy, ví dụ như các anh nam 10 thì các chị nữ của tuổi này cũng 7 thôi, chứ không có được suôn sẻ gì cho lắm. Để coi sự năm nay có trực phù, binh thiên không, tuyệt nguyệt đức, thiên quan, quốc ấn, tử phù, tướng quân, lâm quan, kiếp, sát triệt cũng được. Lực sĩ, thiên trù, đà la, tràng sinh, có phá toái, có thanh long, long đức, mộ dục, thiên la, lưu hà, thiếu âm, thiên hỷ cũng được. Nói chung là cũng không khác gì các anh nam lắm. Luận đoán năm nay của các chị thì cũng là ra tiền nhiều hơn là làm vô tiền, và tốt nhất là không nên ở gần các bậc trưởng thượng, tức là ở gần cha mẹ của mình thì mình sẽ làm ăn không được mà gây ra cái sự phiền toái trong gia đình. Tức là gia đình không phải là riêng cái việc là vợ chồng đâu nha, gia đình là một, có cha mẹ anh em ha, chứ không phải là cái gia đình là nói tới vợ chồng. Không có gia đình mình có chồng không đâu, có đâu. Gia đình mình còn có anh em bà con cô bác nữa ha, là có chuyện xấu với vậy anh em bà con cô bác gia đình. Còn cái chuyện mà về xấu đi vợ tới chồng thì nó lại khác nữa. Thì lần đó năm nay thì cũng vậy, phương diện làm ăn tuổi canh thân năm nay là tuyệt địa, cho nên là làm ăn không tốt nè, chỉ có cách đi ra ngoài thì làm ăn mới được thôi. Rồi tài chính là năm nay là coi như làm ra không đủ tiền, và sức khỏe thì cũng như nam, cũng mệt mỏi cơ thể, nhưng mà ngược lại các chị bên phải chứ không bên trái, đó là ngược lại ha, nam tả nữ hữu ha. Rồi luận đoán thì cũng như các thanh nam tuổi này, tháng 7 là tháng thân thì là tháng sinh xuất, tháng thọ thì cũng tháng 7, tháng 8 thì nó còn tương đối nhẹ. Tháng 7 thì tuy là tháng nó nhẹ đi, nó cũng như mấy anh nam thì nó nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng mà cẩn thận nhất cho mình luôn là các chị nữ tuổi này ha, là tháng 10, tháng Tân Hợi thì như đã nói, như các anh nam thì các anh nam 10 thì các chị cũng 7, tại vì các chị có cái sao vân hớn thì nó đỡ hơn thôi, chứ còn thật sự ra mà nói tốt thì chả tốt bao nhiêu, cũng chỉ là tốn tài, cũng chỉ là bệnh, cũng chỉ là thị phi. Thì thật sự mà nói mình cũng không biết tại sao mà nhiều người hỏi tại mình làm cái tuổi canh thân, làm 6 tháng vận hạn canh thân giùm em đi, em đang khổ quá, em đang này kia. Thì bây giờ mình vô mình luận đoán tất cả các thứ rồi thì mình mới thấy rằng đúng thật. Từ đầu năm tới bây giờ mọi người gặp mình, mọi người la là chuyện bình thường thôi. Tại vì một cái năm mà có 6 cái sao 6
sáu cái điểm xấu nó chơi vô trong trong người mình thì làm sao mà sống cho nổi. Nè, trụ được tới nửa năm là la làng là đã rồi, chứ cặp tôi la làng từ hồi tháng 3, tháng 4 rồi. À, tháng 3, tháng 4 nó xấu nữa, cho nên là la làng rồi. Nhưng mà bây giờ cuộc sống mà mình phải sống thôi. Năm xấu chẳng lẽ mình không đi làm, mình ở trong nhà, mình ăn không được, mình phải đi làm. Nhưng mà tốt nhất là mình chỉ nên làm cái gì nhỏ lẻ, không đầu tư lớn. Ví dụ giống như là thua keo này đầy keo sát không có, thua keo này 5 đồng, bày keo khác 50 đồng rớt luôn. À, cho nên là thôi, thua keo này 5 đồng, thôi mình kiếm cái gì đó nhỏ nhỏ, là thậm chí là tôi đi làm công, tôi để vượt qua cái năm hạn này đi đã rồi mình tính. Bản thân những người tuổi thân đã là không có may mắn trong cuộc sống rồi, năm nay tất cả cái xấu nó chiếu hết hẳn lên người của tuổi canh thân, nhất là các anh nam, giờ thì các chị nữ thì cũng khá hơn một chút. Và tháng 10 là coi như là thay vì cho đây là cái phải đúng không, xuống tới đây khủng xuống một chút nữa, chỉ xuống một chút nữa là tháng 10 là cái dọc của cái xấu. Cho nên là các chị cẩn thận ha. Tuy rằng năm nay nó không có cái sao tử phù nó nằm trong này chiếu mệnh, nhưng mà sao về bệnh phù nó cũng có ở trong này của mình, trực phù ha, rồi tràn lan, thậm chí là có lưu hà, năm nay là có tai nạn về nước nữa, cho nên là các chị mà đi nước tôi này kia cẩn thận ha. Cung xung có cả tử phù của nữ, chứ cung xung có cả tử phù, mà tử phù là về mạng, là ảnh hưởng về cả mạng luôn. Bộ dục thiên la lưu hà tử phù đó, có cả tướng quân là nói về dính về việc công an, việc nhà nước rồi đó. Cho nên là cẩn thận ha các chị ha. Rồi đó là thông tin chung của tuổi canh thân 6 tháng cuối năm như thế nào. Mong rằng là có 6 tháng cuối năm có những cái thông tin tuy là nó xấu thật, nhưng mà mình biết cái xấu để mình né, chứ còn đỡ hơn là mình không biết phía trước có cái hố mình nhảy xuống mình chết luôn. À, các anh mà đang lỡ mà đã thua keo này thì đừng đánh bài keo khác, tại vì trong lần đó 6 tháng cuối năm thì nó sẽ không tốt. Cho nên là mong rằng những cái điều mà mình chia sẻ sẽ giúp được anh chị có được cái nhận định tốt cho cái công việc làm ăn của mình để vượt qua 6 tháng cuối năm, và nhất là cái tháng 10 thực đẹp tốt nhất. Mọi người muốn xem và thêm những cái clip khác hoặc là những cái chia sẻ về tuổi của mình thì đăng ký kênh của mình để khi mình up bài mới nó sẽ báo cho mọi người biết. Bye bye và hẹn gặp lại.